chào tất cả các con. Cô và các con lại được gặp nhau trong hoạt động làm quen với toán ngày hôm nay. Trước khi vào bài học, cô có một bất ngờ muốn dành tặng cho chúng mình. Chúng mình cùng xem đó là gì nhé. Cô mời các con. Trên màn hình cô có hình gì đây? À, là một chậu hoa và một chiếc cốc đúng không nào? Các con thấy điều gì đặc biệt trên chậu hoa và chiếc cốc nào? Trên chậu hoa được trang trí bởi hình gì? À, có rất nhiều con bướm với màu sắc khác nhau được sắp xếp xen kẽ, trông thật đẹp đúng không nào? Còn chiếc cốc thì sao nhỉ? Trên chiếc cốc được trang trí bởi một cây nấm, một con thỏ, một con sóc, lại một cây nấm, một con thỏ, một con sóc được xếp cạnh nhau, trông thật ngộ nghĩnh và đáng yêu đúng không nào? Các con ơi, đây là cách sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng. Sắp xếp theo quy tắc là những đối tượng được sắp xếp theo trình tự và được lặp đi lặp lại nhiều lần thành một chuỗi quy tắc. Và hôm nay, cô còn mình cùng đồng hành với nhau trong hoạt động làm quen với toán, đề tài sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng nhé. Chào mừng các con đến với hoạt động 1, ôn sắp xếp theo quy tắc 2 đối tượng. Các con hãy quan sát trên màn hình xem cô có hình ảnh gì. Đó là bông hoa và những chiếc lá đúng không nào? Bây giờ cô có thêm nhiều bông hoa và những chiếc lá nữa đấy. Các con hãy quan sát và tìm thật nhanh xem bông hoa và chiếc lá được cô sắp xếp như thế nào. Đó là một bông hoa, hai chiếc lá. Một bông hoa, hai chiếc lá. Một bông hoa, hai chiếc lá. Đây là cách sắp xếp hai đối tượng theo quy tắc 1, 2, 1, 2, 1, 2. Các con hãy đọc lại cùng cô nào. Một bông hoa, hai chiếc lá. Lặp lại một bông hoa, hai chiếc lá. Lặp lại một bông hoa, hai chiếc lá. Tiếp theo, trên màn hình cô có hình ảnh gì? À, là những quả cam và quả táo đúng không nào? Bạn nào giỏi phát hiện giúp cô xem quả cam và quả táo được cô sắp xếp như thế nào? Đúng rồi, cứ hai quả cam lại một quả táo, hai quả cam một quả táo. Đây là cách sắp xếp hai đối tượng theo quy tắc 2, 1. Chào mừng các con đến với hoạt động 2, sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng. Các con hãy quan sát xem cô có những hình ảnh gì. À, là 4 chiếc lá, 4 quả cam và 4 bông hoa hồng. Từ những hình ảnh này, các con hãy quan sát xem cô sắp xếp như thế nào nhé. Cô xếp một bông hoa, một chiếc lá, một quả cam, lặp lại một bông hoa, một chiếc lá, một quả cam. Các con hãy đọc lại cùng cô nào. Một bông hoa, một chiếc lá, một quả cam, lặp lại một bông hoa, một chiếc lá, một quả cam. Đây là cách sắp xếp 3 đối tượng theo quy tắc 1, 1, 1. Chúng mình cùng đọc với cô nào. Một bông hoa, một chiếc lá, một quả cam, lặp lại. Một bông hoa, một chiếc lá, một quả cam. Chúng mình cùng đọc lại nào. Một bông hoa, một chiếc lá, một quả cam, lặp lại. Một bông hoa, một chiếc lá, một quả cam. Đây là cách sắp xếp gì nhỉ các con? À, đây là cách sắp xếp 3 đối tượng theo quy tắc 1, 1, 1, được lặp đi lặp lại nhiều lần đấy các con ạ. Các con thân mến, ngoài hoa, lá, quả, cô còn có những hình ảnh gì đây? À, đó là nơ, bông hoa và quả bóng. Với bông hoa, nơ và quả bóng,
cô và các con sẽ cùng nhau sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng nhé. Đầu tiên, cô xếp bông hoa, nơ, quả bóng. Lặp lại, bông hoa, nơ, quả bóng. Cô mời các con hãy suy nghĩ và tìm cho mình một quy tắc sắp xếp nhé. Các con đã tìm ra quy tắc sắp xếp của mình chưa? Cô thấy bạn Bo đã tìm ra quy tắc sắp xếp riêng của bạn rồi đấy. Chúng mình cùng xem bạn sắp xếp như thế nào nhé. Bạn xếp bông hoa, nơ, quả bóng. Lặp lại, bông hoa, nơ, quả bóng. Vậy là bạn đã sắp xếp 3 đối tượng theo quy tắc 2-1-1. Cứ 2 bông hoa, 1 nơ, 1 quả bóng. Lặp lại, 2 bông hoa, 1 nơ, 1 quả bóng. Bạn đã làm rất giỏi đúng không nào? Tiếp theo, chúng mình cùng xem bạn Bì sắp xếp như thế nào nhé. Bạn xếp bông hoa, nơ, nơ, quả bóng. Lặp lại, bông hoa, nơ, nơ, quả bóng. Đây là cách sắp xếp 3 đối tượng theo quy tắc 1, 2, 1. Ngoài cách sắp xếp 3 đối tượng mà cô và các bạn vừa thực hiện thì còn rất nhiều cách sắp xếp khác nữa. Chúng mình hãy cùng tìm hiểu nhé. Cô có 2 quả cam, 1 quả táo, 2 quả dưa hấu. Tiếp theo lặp lại như thế nào nhỉ? À, là 2 quả cam, 1 quả táo, 2 quả dưa hấu. Đây là cách sắp xếp gì nhỉ các con? Đây là cách sắp xếp 3 đối tượng theo quy tắc 2-1-2. Các con đọc lại cùng với cô nào. 2 quả cam, 1 quả táo, 2 quả dưa hấu. Lặp lại, 2 quả cam, 1 quả táo, 2 quả dưa hấu. Đây là cách sắp xếp theo quy tắc 2-1-2. Được lặp đi lặp lại đấy các con ạ. Chúng mình cùng xem cô còn cách sắp xếp nào nữa nhé. Cô có 1 quả dưa hấu, 2 quả táo, 3 quả cam. Tiếp theo sẽ lặp lại như thế nào nhỉ các con? À, sẽ là 1 quả dưa hấu, 2 quả táo, 3 quả cam. Các con hãy đọc quy tắc cùng với cô nào. 1 quả dưa hấu, 2 quả táo, 3 quả cam. Lặp lại, 1 quả dưa hấu, 2 quả táo, 3 quả cam. Đây là cách sắp xếp 3 đối tượng theo quy tắc 1, 2, 3. Các con ạ, với 3 loại đối tượng khác nhau có rất nhiều cách sắp xếp. Sự sắp xếp được lặp đi lặp lại nhiều lần theo một trình tự của 3 loại đối tượng được gọi là sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng đấy các con ạ. Các con ơi, ngoài những hình ảnh mà cô vừa đưa cho các con có thể dùng thìa, cốc, bát và những đồ chơi của chúng mình để chúng mình thực hiện sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng đấy. Sau khi chơi xong, các con hãy nhờ bố mẹ chụp ảnh, quay video gửi cho cô nhé. Chào mừng các con đến với trò chơi nhanh trí. Trên màn hình, cô có dãy sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng nhưng quy tắc chưa được hoàn chỉnh. Các con hãy chọn những hình ảnh bên dưới, điền vào chỗ còn thiếu của quy tắc để hoàn thành một quy tắc sắp xếp 3 đối tượng nhé. Thời gian suy nghĩ là 5 giây. Sau khi điền xong, các con hãy đọc lại quy tắc sắp xếp để kiểm tra lại nhé. Các con đã sẵn sàng chơi chưa? Đến với câu hỏi số 1, 5 giây suy nghĩ, bắt đầu! Các con đã chọn xong chưa? Cùng kiểm tra với cô nào. Đáp án chính xác là quả táo. Bây giờ chúng mình cùng kiểm tra lại bằng cách đọc lại cách sắp xếp nào.
cam, táo, lê, lặp lại. Cam, táo, lê, lặp lại. Cam, táo, lê. Xin chúc mừng các con đã có đáp án đúng. Chúng mình cùng đến với câu hỏi thứ hai. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Hết giờ rồi. Các con chọn đáp án bánh, mứt hay na keo? Cùng kiểm tra với cô nào. Đáp án chính xác là mứt. Chúng mình cùng kiểm tra với cô bằng cách đọc lại quy tắc sắp xếp nào. Kẹo, mứt, bánh, bánh, lặp lại. Kẹo, mứt, bánh, bánh. Xin chúc mừng các con đã có câu trả lời đúng. Cô con mình cùng đến với câu hỏi số 3. 5 giây suy nghĩ bắt đầu. Các con đã điền hình ảnh nào vào chỗ còn thiếu vậy? À, đáp án đúng là chiếc quần. Cô con mình cùng kiểm tra lại xem chính xác chưa nhé. Áo, áo, quần, quần, váy, lặp lại. Áo, áo, quần, quần, váy. Chúc mừng các con đã có đáp án đúng nhé. Hôm nay, cô và các con đã cùng nhau tham gia hoạt động làm quen với toán. Đề tài, sắp xếp theo quy tắc 3 đối tượng rồi phải không nào? Qua hoạt động này, cô tin rằng các con có thể tự tìm ra cách sắp xếp của riêng mình. Giờ học của cô và các con đến đây là kết thúc rồi. Cô thân ái chào tạm biệt các con.